Chỉ còn khoảng một tuần nữa là đến lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Nếu tính cả ngày nghỉ bù sẽ có 4 ngày, từ ngày mùng 1 đến ngày mùng 4 tháng 9. Vì vậy, du lịch là một trong những phương án được nhiều người lựa chọn, đặc biệt là những chuyến đi trong nước hoặc đến một số nước ở gần Việt Nam. Theo ghi nhận, các công ty du lịch tại thành phố Hồ Chí Minh đã xây dựng hàng trăm hành trình tour với các ưu đãi nhằm thu hút khách. Thời điểm này, một công ty du lịch tại thành phố Hồ Chí Minh đang có tỷ lệ đặt chỗ các tour trong nước đạt hơn 65%. Tour xuất phát từ thành phố Hồ Chí Minh đi Hà Nội, Đông Bắc, Tây Bắc có giá khoảng 10 triệu đồng. Tour cung đường miền Trung gồm Đà Nẵng, Hội An, Huế 4 ngày 3 đêm có giá từ 3 đến 9 triệu đồng, hoặc Nha Trang, Phan Thiết từ 600.000 đồng đến 3,7 triệu đồng. Còn ở khu vực phía Nam, điểm đến hot nhất là Phú Quốc với giá bán trung bình khoảng 7 triệu đồng mỗi tour. Ngoài ra, dịp lễ năm nay, xu hướng du lịch nước ngoài cũng nhiều hơn, giá bán mỗi tour từ 4 đến 50 triệu đồng, tùy thuộc vào số ngày và tiêu chuẩn hãng bay, khách sạn. Các công ty du lịch đánh giá sức mua năm nay khá tốt và khách có xu hướng đặt sớm trước khoảng 3 tháng, nên các công ty cũng thuận tiện triển khai các chương trình tour mới hay chính sách kích cầu phù hợp. Để thu hút khách hàng, các công ty cũng đưa ra nhiều chính sách như quà tặng du lịch, giảm giá khi đăng ký khách hàng mới, mua trên các hệ thống web, app trực tuyến được giá tốt hơn hay hoàn tiền khi thanh toán qua thẻ ngân hàng. Theo các chuyên gia đánh giá, năm nay vẫn tiếp tục thấy sức hấp dẫn từ các điểm đến ở miền Bắc, miền Trung, đặc biệt là Phú Quốc và Đà Lạt. Đối với du khách cá nhân, xu hướng chọn đi cùng gia đình, tận hưởng kỳ nghỉ và thư giãn là điểm đặc biệt được chú trọng. Tuy nhiên, nhu cầu tăng cao đã kéo theo tình trạng tăng giá vé máy bay, đặc biệt các hành trình đến những điểm du lịch nổi tiếng như Phú Quốc, Nha Trang, Đà Nẵng, Quy Nhơn đang chứng kiến mức tăng giá đáng kể. Tình trạng này có thể làm cho các gói du lịch nội địa trở nên đắt đỏ hơn các gói du lịch quốc tế, đồng thời ảnh hưởng đáng kể đến quyết định mua sắm tour du lịch trong nước của du khách.